Chào anh chị nha. Hôm trước Lâm cũng có làm một cái video là nói về lan nó bị vàng lá cái mùa lạnh này, thì hôm trước là không có hình ảnh nên anh chị khó hình dung. Thì hôm nay ở vườn Lâm cũng bị lan, nó cũng bị vàng lá, thì Lâm lấy cái hình ảnh luôn để cho anh chị mình cùng dễ xem, dễ tham khảo để mình có cách để mình phòng ngừa. Và đây trước tiên là cái lá này nó vàng do nó bị nhiễm nấm bệnh nè. Đó, thì anh chị thấy trên cái lá nó có những cái đốm bất thường như thế này. Thì những cái lá này nó bị yếu rồi, nó bị nhiễm nấm bệnh, nó bị yếu, thì gặp cái thời tiết bất lợi này thì nó sẽ bị rụng thôi. Và thứ hai nữa, đó là cái việc vàng lá sinh lý, có thể là do thiếu nước nè, thiếu kali và vi lượng nè, làm cho cái lá này nó không có đủ khỏe để nó được cây nó giữ lại, và những cái lá nào mà yếu thì cây nó sẽ bỏ. Đó, thì đối với hai cái này thì chúng ta phải phòng ngừa trước, khi cái mùa lạnh tới là chúng ta phải phun ngừa nấm bệnh cho cây. Và thứ hai nữa là chúng ta phải bổ sung đầy đủ nước nè, dinh dưỡng như kali, vi lượng và lân, hãy giúp cây có cái sức chịu đựng cái mùa lạnh này. Thì hai cái việc phòng ngừa này và dinh dưỡng này chúng ta phải làm trước khi mùa đông tới để hạn chế thôi nha, chứ không phải là mình 100% sẽ không bị. Vườn ai cũng bị thôi, không riêng gì vườn mình. Nếu mà nhưng mà mình có chuẩn bị tốt á, thì vườn mình sẽ bị ít hơn. Đó, anh chị cùng tham khảo nha, mà nhớ tưới đủ nước cho cây nha. Mùa đông lạnh nhưng mà cây nó mất nước dữ lắm. Xin chào anh chị nha.